Đêm qua, một trận mưa dông kèm theo mưa đá, gió lốc kéo dài khoảng 30 phút với cường độ mạnh lại tấn công một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều diện tích ngô non, đậu tương vụ xuân bị ảnh hưởng nặng nề và không thể hồi phục. Tổng thiệt hại do mưa đá trên địa bàn Mèo Vạc ước tính gần 450 triệu đồng. Còn vào rạng sáng nay, vùng núi cao của tỉnh Lào Cai và một số địa phương vùng núi phía Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông mạnh, khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng. Dạng thời tiết nguy hiểm này được dự báo có thể tiếp tục xảy ra trong đêm nay và sáng ngày mai tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng thời, các chuyên gia khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nhắc nhở người dân sống tại các vùng cao men theo triền núi cần đề phòng sạt lở đất và lũ ống vì mực nước từ các sông suối đang lên cao.